mình có cái clip miễn phí này rất là hay nha các bạn nhé. các bạn nhìn này. bây giờ chúng ta thử đánh lệnh này. sau đó chúng ta quét phân vùng. rồi nhập kích thước chiều cao của chữ này. ví dụ như là mình pick ra ngoài này. đấy. thì các bạn thấy là mình đang có một cái bảng thống kê. cái bảng thống kê này thì đang thống kê cho chúng ta block của cái phân vùng mà chúng ta quét. ở đây chúng ta ví dụ như đây có miệng điều hòa đèn downlight và nó tạo ra cho bạn một cái bảng luôn rất là hay. chúng ta sẽ thử ở một vị trí khác nữa. đây ví dụ như này đấy nhá đánh lệnh này quét phân vùng này quét phân vùng nhá trừ cái phần à, mặt bằng này đi rồi đây để đại chiều cao chữ đấy nhá pick ra ngoài này đấy các bạn thấy này chúng ta lại có cái phần đấy đúng không vị trí à, chúng ta có cái phần à, tên này bao nhiêu cái số lượng và cả ký hiệu nữa rất là hay ở trong một cái phần này đấy các bạn nhận clip thì có thể inbox mình qua zalo mình sẽ để hiển thị trên màn hình để các bạn có thể lấy clip này các bạn thử dùng nhé